Blinded. Enemy ultimate. An enemy has been defeated. Xin cái tuổi đòi băng. Thì ra mày chọn cái chết. Phở lo chúng nó toàn cấm rồi. Đã hiểu sao hôm nay chúng nó cấm không có một trận thả một trận phở lo ra luôn. Cái đầu ơi. Em cho xin một cái follow fanpage này, tập trung cho cố gắng chơi hát phát anh em. À, chơi game không gánh nổi em ạ. Bố mới omen tốt con nào hơn á. Hai con này chưa biết được nha. Hai con này 50-50 nha. Lưu bố omen 50-50 nha. Trước làm cái giáo án Amelie Pundam cho anh em xem. Nói thật anh em xem mình chút anh em chỉ có thích cú luôn. Anh em bị thích luôn. Làm vẹt mấy cái thằng này gay. À, chịu đây anh em rơi bên dưới này. Rơi kéo ăn. Dưới này mẹ tôi mạnh như thế này rơi kéo ăn chạy lên ăn rồng xong rồi để nó giết. Tuổi đòi băng ông gấu anh em ạ, đòi băng trụ ông gấu. Cái gì đây, định làm cái gì, đòi băng trụ ông gấu yêu hiểu kiểu gì. Đòi đi ganh à? Làm việc gỗ làm việc ngay. Ôi anh em cố thủ nhá, tôi đục một đường cho. Cố lên. À dừng rồi. Ôi. Ui xe này nó ulti luôn ạ. Thằng xe này đổi đường đi AD ơi. AD xuống bot farm đi AD. Đang thi công anh em ơi. Bảo cũng đang ăn kinh công rồi. Đâu bắt được em. Đây, thằng L. Rồi, chơi luôn không?
Ôi. Ok anh em ơi. Thấy một tia hy vọng rồi đấy. Thấy có hy vọng. Chủ bắn đâu thế? Bắn có 2 viên thôi chết luôn à, game lỗi. Chủ bắn 4.800 máu ạ. Ôi, thằng AD. Có bờ AD kìa. Bỏ xuống này. Ui, để yên anh, tốc biến quá. Xong rồi. End đi anh em ơi, end đi anh ta cho. Sorry nha, sorry support nha. Anh đi hack đi anh em ạ. Láo với ông gấu. Đó rồi anh em ơi. Không biết đấy. Anh em cứ đi lẻ thế. Đánh này, thằng AD bắn được kìa. Anh lấy chung ít. Để xong. Rồi anh em ơi. Cuối cùng thắng được một trận anh em ạ. Quá tam ba bận mà đến trận thứ ba mà thua được, nó quạnh ngay, quạnh chơi nghiêm túc này. Trận thứ ba phải chơi nghiêm túc, xử lý mấy thằng này anh.